À, Giấy Nam gửi lời chào đến tất cả khách hàng. Thì hôm nay Giấy Nam.com có về một cái mẫu giày kiểu dáng lười đế bằng. Thì tôi cũng muốn quay một cái video để cho những khách hàng ở xa muốn có sự trải nghiệm thực tế hơn, chân thực hơn về sản phẩm trước khi quyết định mua hàng. Thì như anh em quan sát thì đây là một đôi giày da bò kiểu dáng màu đen. Thiết kế nó khá là gọi là đơn giản. Khá là đơn giản anh em nhé. Đó, cái bề mặt da thì nó là dạng da hạt một chút, không phải là da trơn. Thì cái này nó có ưu điểm là nó chống nhăn gập, nó sẽ tốt. Ngoài ra thì nó sẽ cũng có thể là giảm bớt cái tình trạng xước, chảy xước, bởi vì những cái da trơn cái thì nó sẽ dễ bị chảy xước, dễ lộ hơn, da này nó sẽ đỡ lộ hơn. Đó, thì giày này thì đầu tiên thì là giày da thật anh em nhé. Bây giờ mình thử xem bên trong đôi giày xem là có những cái gì. Thì khi mà cởi đôi giày ra thì anh em thấy là bên trong là cái thương hiệu của đôi giày là thương hiệu Kesu. Cái mã sản phẩm thì nó nằm ở cái phần phần này, nó là 19003. Toàn bộ cái phần lót bên trong này thì theo mình cảm nhận và sờ vào thì nó là da hết anh em nhé. À, không phải là giả da, cho nên là da thật thì nó có ưu điểm là thấm hút mồ hôi và nó sẽ không bị hôi chân, tức là nó thấm hút và nó sẽ thoáng, rất là thoáng và rất là nhanh thoát 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 mồ hôi. Giày thì khá là mềm, đế thì tỷ lệ cao su cũng khá là nhiều, đế cao su non khá là mềm. Đôi giày này thì mình nghĩ rằng là nó sẽ chống nhăn gập sẽ rất là tốt. Ok. Đấy, mình quay sát hơn một chút về da cho anh em quan sát nhé. Thực ra thì quay trên ánh điện thì có thể nó hơi loáng loáng, nhưng thực ra đôi giày là đôi giày màu đen. Ok. Okay. Cảm ơn anh em rất nhiều đã dành thời gian xem video. Chúc anh em có sự lựa chọn là thực sự là thông minh và hoàn hảo nhất.